Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Bùi Đoàn Thị Anh Thư, 33 tuổi, trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu. Theo điều tra ban đầu, lợi dụng có chồng làm việc ở một ngân hàng và bản thân có mối quan hệ quen biết với 4 bị hại, nên Thư đã đưa ra thông tin gian dối có khách hàng nhờ huy động tiền giúp để đáo hạn ngân hàng. Với thủ đoạn đó, từ đầu năm 2020 đến giữa năm 2021, Thư đã chiếm đoạt của các bị hại số tiền từ 500 triệu đồng đến hơn 1,9 tỷ đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 4 tỷ đồng được Thư dùng để chơi game tiền ảo, tiêu xài cá nhân, trả tiền gốc tiền lãi cho người khác và trả tiền gốc tiền lãi cho chính các bị hại.